Trước tiên mình sẽ tận thưởng mình cái đùi ở cái tội mình làm ăn quá ngon. Đây xin mời mọi người nha. Ôi ăn rơm luôn. Ăn hẳn miếng nha. Cái phần thân á cũng nạt hơn. Mọi người quay lại với kênh Stop Gia Đình Năm Con và Cuộc Sống Việt Nam. Ok mọi người ơi, hôm nay mọi người ăn cơm cái gì nè? Em hôm nay có món rất là ngon nha mọi người. Đây, đây là ếch kho nghệ nha mọi người. Trời ơi, nhìn thấy hấp dẫn không mọi người nè? Ôi, ếch kho nghệ nha. Hôm nay nhìn thấy đặc sắc nha mọi người ơi. Ok, em sẽ ăn kèm với dưa leo nè và một ít rau sống nha mọi người. Đây, và có một cái này là món chay. Món chay nhưng mà hôm nay em ăn mặn nha. Cái này là dưa muối khèo dầu á mọi người. Ăn ngon lắm. Rồi, dưa muối mà khèo dầu lên á nó sẽ thơm, nó béo béo của mùi dầu, rất là ngon nha mọi người. Ok, trước khi ăn em sẽ uống miếng nước nha. Hôm nay lại uống nước thần thánh nha mọi người. Nước thần thánh của em chính là nước ngọt á. Quá đã luôn. Ok, bây giờ xin mời mọi người ăn chung với em nè. Xin mời. Trước tiên mình sẽ thận thưởng mình cái đùi ở cái tội mình làm ăn quá ngon. Đây xin mời mọi người nha. Ôi chằn rơm luôn. Đậm đà ngon. Rất là đậm đà mùi nghệ. Cái này có ớt nhiều lắm nha mọi người. Ớt em xay ra. Xay ra cho con cay. Ớt cho tỏi rất dụng. Ngon. Nhìn hấp dẫn. Ăn hẳn miếng dưa. Cái phần thân á cũng nạt hơn. Ớt này mặn
Mặn á. Mình lấy xương sống nha. Ăn đỡ nhả xương. Xuất sắc. Em mà cũng khoái ăn bột ngọt. Mấy người nhái nhỏ mà. Để không để quéo rồi nhỉ. Nhai luôn xưa. Em thì ít biết kho mấy mấy món đó lắm. Ở những chỗ ví dụ như chỗ của mẹ em á, ở trong ruộng á, họ làm đồ ăn ngon lắm. Cảm giác như nó ở nông thôn mà thôi ăn rất là ngon, ngon hơn những người thành thị. Mình không tính mấy người đầu bếp, nhưng mà đầu bếp chưa chắc gì họ làm được những món nghe cái mùi theo kiểu ở quê hương đó. Họ dân anh nông thôn nhân ruộng á, vậy mà họ thôi những món kho quẹt ăn bá cháy luôn. Bởi những người ở thành thị á, họ phái về quê ăn cơm đó. Cái mùi đặc trưng. Thành thị vậy chứ kho cái mùi ăn nó cũng khác. Này nghệ nhà trồng luôn nha mọi người. Dặn quá tuyệt vời. Như chua à, xào dầu ăn béo cũng giòn, vẫn giữ được độ giòn cho mọi người.
Như tuần mọi người già xào thêm miếng xương đường một bọt theo dầu ăn nhất cái lắm. Ngon. Ừ. Rất là đậm đà. Quá ngon. Quá đã. Mình sẽ ăn thêm cái đùi nữa nha. Quá xuất sắc. Ngại ăn thơm. Quá đã nha mọi người. Ok. Mọi người ơi, clip em đến đây là hết rồi nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người xem kênh, mọi người thấy em ngon miệng, với lại mọi người cho em một cái like và một lượt đăng ký nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye và xin hẹn gặp lại. Yêu mọi người.